Kính chào quý vị và các bạn. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp ở phía Nam Trung Quốc di chuyển xuống nước ta, nên thời tiết sẽ duy trì tình trạng nhiều mây vào đêm và sáng sớm. Đáng lưu ý là những cơn mưa rào và rông có khả năng sẽ xuất hiện. Cục bộ sẽ có nơi có mưa với lượng mưa rông khá tại khu vực vùng núi. Do có mưa nên nền nhiệt trong 3 ngày tới tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ không quá cao, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Thời tiết tại phía Tây Bắc Bộ phổ biến có nắng nóng và nắng nóng gai gắt vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 39 độ. Mưa rông cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối và đêm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên dự báo là từ mai cho đến ngày 23 tháng 4 vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, thời tiết khô với độ ẩm là khoảng 35 đến 40%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt ở phần phía bắc của khu vực với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ không quá 35 độ. Tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, dự báo 3 ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tại khu vực Nam Bộ, tình trạng khô hạn và nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Ba ngày tới, trời nắng nóng, có nơi ở miền Đông nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức cao, từ khoảng 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.